Sau trận thua đầy thất vọng trước Tottenham Hotspur cuối tuần qua, Manchester United sẽ tiếp tục hành trình tại Cúp châu Âu của mình với chuyến làm khách đến sân Dragao của FC Porto tại lượt trận thứ hai của Europa League. Sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục trong thời gian qua với 3 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, chẳng ai dám nghĩ là thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ có điểm trong chuyến đi đến Bồ Đào Nha. Ngoài ra thì tương lai của chiến lược gia người Hà Lan cũng được đặt một dấu hỏi rất lớn. Nếu ông nhận thêm một thất bại cùng với tinh thần bạc nhược đến từ các cầu thủ thì ngày rời câu lạc bộ có lẽ sẽ không còn xa. Và ngay bây giờ, hãy cùng VN Football đưa ra những nhận định về trận đấu thứ hai của Quỷ Đỏ tại Europa League sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng thứ sáu ngày 4 tháng 10 tới. Đầu tiên, hãy cùng điểm qua sự chuẩn bị của hai đội. Đội chủ sân Old Trafford đang trải qua quãng thời gian cực kỳ thất vọng khi chưa thể cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng Premier League sau thất bại đậm đà 0-3 trước Tottenham Hotspur. Một trận đấu mà các cầu thủ không biết cách triển khai bóng, thiếu đi tinh thần quyết tâm cùng với sự tự tin ở mức cao nhất, để rồi dễ dàng mời gọi đối thủ ghi bàn vào lưới của thủ thành Andre Onana. Và nếu người gác đền sinh năm 1996 không tỏ ra xuất sắc, một tỷ số như là set tennis cách đây 4 năm hoàn toàn có thể tái diễn. Trong khi đó, tại đấu trường châu Âu, dù có lợi thế sân nhà cũng như đối thủ chỉ là FC Twente của Hà Lan, nhưng Manchester United lại chẳng thể nào có được 3 điểm đầu tiên khi mà sai lầm của Christian Eriksen cùng với sự hớ hênh nơi hàng thủ đã để cho đội bạn gỡ hòa, dù chính chú lính chì Đan Mạch là người đã mở tỷ số của trận đấu đó. Khởi đầu không suôn sẻ hứa hẹn một giải đấu vô cùng khó khăn cho Quỷ Đỏ khi họ còn phải chạm trán Fenerbahce, PAOK cùng với Bodo Glimt, đối thủ vừa đánh bại Porto ở vòng đấu mở màn. Dù mục tiêu của câu lạc bộ không phải là vô địch giải đấu này, nhưng nếu để bị loại quá sớm thì quả thực là rất khó chấp nhận. Tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag đang được đặt một dấu hỏi rất lớn và bất kỳ thất bại nào cũng khiến cho ông thầy người Hà Lan phải đếm ngày rời nhà hát của những giấc mơ. Người hâm mộ có lẽ là chẳng dám tin vào thắng lợi dành cho đội bóng và chỉ hy vọng là một màn trình diễn khởi sắc hơn, ít nhất là về mặt tinh thần sẽ diễn ra khi phải làm khách tại sân vận động Dragao, nơi mà Sir Alex Ferguson ngày xưa cũng từng nhận định là một trong những điểm đến khó khăn của ông khi hai đội chạm trán nhau tại đấu trường UEFA Champions League trước đây. Về phần Porto, họ có khởi đầu không thực sự suôn sẻ tại Europa League khi thất bại 2-3 trước Bodo Glimt đến từ Na Uy, dù đối thủ chỉ còn chơi với 10 người ở phút 51. Đây thực sự là màn trình diễn thất vọng của đại diện Bồ Đào Nha khi họ vẫn đang duy trì phong độ khá tốt ở giải đấu quốc nội với vị trí thứ hai sau 7 vòng đấu, chỉ kém đội đầu bảng Sporting Lisbon 3 điểm khi mà đại diện thủ đô trình diễn một phong độ quá khủng khiếp với 7 trận toàn thắng. Cuối tuần qua, thầy trò Vitor Bruno cũng có màn chạy đà hoàn hảo với thắng lợi 4-0 trước Arouca ở vòng 7 Primera Liga và họ đã sẵn sàng để tạo nên bất ngờ trước Manchester United ở lượt trận thứ hai Europa League trên sân nhà. Dragao luôn là điểm tựa đáng tin cậy của Porto khi họ chỉ thất bại có đúng 2 trận ở mùa trước và toàn thắng ở mùa giải năm nay, với 11 bàn thắng ghi được sau 4 trận và chỉ nhận 1 bàn thua duy nhất. Chính vì vậy, với quyết tâm giành được điểm số đầu tiên tại đấu trường C2, đại diện Bồ Đào Nha sẽ nghênh đón Quỷ Đỏ với phong độ tốt nhất của mình. Tiếp theo, hãy cùng đến với tình hình lực lượng trước giờ bóng lăn. Trong trận đấu với Tottenham Hotspur vừa qua, đội chủ sân Old Trafford đã chứng kiến 2 trường hợp chấn thương của Kobbie Mainoo cùng với Mason Mount. Nếu tài năng trẻ trưởng thành từ Học viện Carrington gặp vấn đề về gân kheo, thì phần đầu của số 7 đã chảy máu sau cú va chạm rất mạnh với Dragušin của gà trống. Và theo những cập nhật mới nhất, khi cựu sao Chelsea có thể trở lại ở trận đấu với Porto, nhưng Kobbie Mainoo thì không. Anh có thể phải mất 4 đến 6 tuần nếu tình hình kiểm tra trở nên tồi tệ. Đây chính là hậu quả của việc phải cày ải quá nhiều trong thời gian vừa qua. Dù vậy thì Manchester United cũng đã đón chào sự trở lại của Victor Lindelof và nhiều khả năng anh sẽ được chám vào vị trí hậu vệ trái đang bất ổn của đội bóng, nhất là khi Diogo Dalot bắt đầu cạn kiệt năng lượng và đánh mất đi độ hiệu quả. Người băng tuy không giỏi tấn công nhưng về khoản phòng thủ chắc chắn sẽ cải thiện hơn và huấn luyện viên Erik ten Hag cần phải tính toán để cặp hậu vệ cánh của ông duy trì phong độ
nếu không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra thì bộ tứ vệ nhiều khả năng cũng sẽ không có gì thay đổi khi Harry Maguire không đảm bảo thể lực để đá chính vào giữa tuần này. Ở hàng tiền vệ, Kobbie Mainoo chấn thương có thể mở ra cơ hội cho cặp đôi Casemiro cùng với Eriksen tái xuất, nhất là khi tân binh Manuel Ugarte không thể hiện tốt trong thời gian qua. Ngoài ra thì Bruno Fernandes sẽ bị treo giò 3 trận tới tại ngoại hạng Anh, nên anh vẫn sẽ xuất phát tại đấu trường châu Âu. Trong khi đó, hàng công có thể đón chào sự trở lại của Rasmus Højlund ở đội hình chính sau khi Joshua Zirkzee tiếp tục để lại nỗi thất vọng và anh cũng đang dẫm chân Bruno trong nhiều pha bóng. Cuối cùng thì Amad Diallo là cái tên tiếp theo sẽ trở lại để thay thế cho Garnacho. Về phía Porto, mùa hè vừa qua họ cũng đã bổ sung khá nhiều nhân tố chất lượng cho đội hình của mình, đảm bảo việc được thi đấu tại Cúp châu Âu, điển hình như là tiền đạo Samu Omorodion từ Atletico Madrid, người đã từng được Chelsea theo đuổi, hay là tài năng trẻ Dennis Gull đến từ Thụy Điển. Dù tập trung đầu tư cho các cầu thủ trẻ, nhưng bộ khung của đội bóng đã được ổn định từ mùa trước với thủ thành Diogo Costa, tiền vệ Nico Gonzalez hay là chân chạy cánh Galeno cùng với tiền vệ Ivan Jaime. Dù vậy, Porto cũng để mất đi tiền đạo Evan Nilsson vào tay của Bournemouth với mức giá là 37 triệu euro, cùng với tài năng trẻ Francisco Conceição đã chuyển đến Juventus theo bản hợp đồng cho mượn. Ngoài ra thì trung vệ David Camo cũng là cái tên đáng chú ý đã chuyển đến Nottingham Forest mùa hè vừa qua. Nhưng ở những ngày cuối của phiên chợ hè, đội chủ sân Dragao cũng đã kịp bổ sung Fabio Vieira từ Arsenal để tăng cường khả năng sáng tạo cho đội bóng. Như vậy, ở cuộc tiếp đón đại diện xứ sở sương mù lần này, FC Porto nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Zaidu Sanusi cùng với Fabio Vieira vì chấn thương. Dù vậy thì đây là những trường hợp đã xuất hiện ở một vài vòng đấu đã qua, nên huấn luyện viên Vitor Bruno sẽ biết cách để vượt qua, cũng như sắp xếp nhân sự tốt nhất cho trận đấu với Manchester United ở lượt trận thứ 2 Europa League mùa giải năm nay. Về lịch sử đối đầu, trong lịch sử thì Manchester United và Porto đã từng chạm trán nhau tổng cộng là 8 lần ở đấu trường châu Âu, trong đó thì Quỷ Đỏ giành 3 chiến thắng, 3 trận hòa, trong khi đại diện Bồ Đào Nha có được 2 thắng lợi. Lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau là vào tháng 10 năm 1977 ở lượt đi vòng 2 European Cup Winner. Khi đó Porto đã giành thắng lợi thuyết phục 4-0, còn ở trận lượt về, Manchester United cũng đã đánh bại đối thủ với tỷ số 5-2. Ngoài ra thì hai đội còn gặp nhau tổng cộng là 6 lần tại UEFA Champions League, trong đó ở vòng loại trực tiếp mùa giải 96-97 thì Quỷ Đỏ đã giành thắng lợi với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Đến năm 2004, FC Porto đã giành được chiến thắng ấn tượng ở vòng 16 đội khi đánh bại Manchester United với tổng tỷ số là 3-2, trong đó có thắng lợi 2-1 trên sân nhà nhờ vào cú đúp của Benny McCarthy, cựu trợ lý của câu lạc bộ. Và đó cũng là năm mà đại diện Bồ Đào Nha đã lên ngôi dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Đến mùa giải 2008-2009, hai đội lại chạm trán nhau ở tứ kết cúp C1 và cú dứt điểm từ xa cực kỳ đẳng cấp của Cristiano Ronaldo đã giúp đội bóng nước Anh đánh bại đối thủ ngay tại Dragao, qua đó giành chiến thắng sát nút 3-2 sau 2 lượt trận. Tiếp theo, hãy cùng Verand Football soi kèo vui vẻ và dự đoán kết quả. Nhưng hãy nhớ rằng, người đánh là người thua, người không đánh mới là người thắng. Còn thắng cái gì thì chúng tôi cũng không biết. Về dự đoán bàn thắng, với hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn bên phía Porto, sẽ không dễ cho hàng tấn công của Manchester United có thể xuyên thủng vào thời điểm này. Thế nhưng cột mốc 2,5 bàn sẽ là con số đáng để cân nhắc. Và theo dự đoán của chúng tôi, tỷ số 1-1 hoặc là 2-1 sẽ dành cho Quỷ Đỏ. Tất nhiên, hai đội sẽ không có bên nào vượt trội hoàn toàn vào rạng sáng thứ 6 này. Và nếu muốn giành chiến thắng, thầy trò Erik ten Hag cần một cuộc lột xác triệt để, chứ không còn là nửa vời như trước. Cuối cùng là dự đoán đội hình ra sân. Theo dự đoán của Random Football, huấn luyện viên Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lựa chọn sơ đồ 4-3-3 và với tình hình lực lượng đang có đôi chút bất ổn về phong độ, thầy 10 có thể nghĩ đến phương án xoay tua để đảm bảo thể trạng cho các trụ cột. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành đến từ Cameroon, Andre Onana. Bộ đôi trung vệ sẽ là sự kết hợp giữa Lisandro Martinez cùng với Matthijs de Ligt, trong khi hai hành lang cánh bao gồm Nusair Mazraoui bên cánh phải và Diogo Dalot ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ ba Casemiro, Christian Eriksen kết hợp với đội trưởng Bruno Fernandes. Trên hàng tấn công, bộ ba tấn công là Marcus Rashford bên trái, Amad Diallo bên phải và trung phong Rasmus Højlund.
Trong khi đó, Porto nhiều khả năng tiếp tục giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Đây sẽ là hệ thống cho phép huấn luyện viên Vitor Bruno tạo được sự cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự để nuôi hy vọng có điểm trên sân nhà. Trong khung gỗ sẽ là tuyển thủ Bồ Đào Nha Diogo Costa, bộ đôi trung vệ sẽ là sự kết hợp giữa Nehuen Perez cùng với Zé Pedro, trong khi hai hành lang cánh bao gồm João Mario bên cánh phải và Francisco Moura ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi Alan Varela và Stephen Escarquio, trong khi vị trí tiền vệ công sẽ được giao cho ngôi sao Nico Gonzalez. Trên hàng tấn công, bộ ba tấn công Galeno bên trái, Pepe bên phải sẽ hỗ trợ cho trung phong Samuel Omorodion. Tiếp tục là một thử thách không hề dễ dàng dành cho Manchester United. Dù xét về tương quan lực lượng, đại diện nước Anh chẳng có gì phải e ngại đối thủ. Tuy vậy, màn trình diễn thất vọng đến từ mọi vị trí sẽ khiến Quỷ Đỏ gặp nhiều khó khăn nếu muốn giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ đến từ Bồ Đào Nha. Thánh địa Dragao cùng với một tập thể đang có phong độ cao, nhìn qua thì rất khó có điểm cho thầy trò Erik ten Hag. Nhưng điều cần thiết vào lúc này là toàn đội hãy trình diễn một bộ mặt tích cực hơn thời gian qua. Cuối cùng, xin được chúc quý khán giả có một đêm tận hưởng niềm vui bóng đá khi xem Manchester United thi đấu. Và dù thời gian không thật sự thuận lợi khi rơi vào giữa tuần, nhưng với tình yêu mãnh liệt cho màu áo đỏ và một hy vọng cực kỳ mong manh, xin chúc người hâm mộ sẽ được tận hưởng niềm vui vào lúc 2 giờ rạng sáng thứ Sáu, ngày 4 tháng 10. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!